Cái bột bánh nhà cô cả Hà Nội này không có làm được luôn. Bác cũng liên tục lần nào ra đây bác cũng mua. À thế ạ? À? Nhà bác gần đây à? Nhà bác ngay đây thôi. À thế ạ? À? Bác thấy bánh ở đây thế nào ạ? Bánh này ngon, phải có uy tín. So với các hàng khác thì sao? Ngon hơn nhiều. Ngon nhất rồi. Thằng Nhật. Ừ. Cảm ơn bác nhá. Ừ. Bánh rán 30 phút rồi mới có ạ. Bọn chị nha, không biết là số lượng là bao nhiêu cái, cứ hết ngày hết bột đấy, là đứng đi. Trong bột có cái gì vào bàn đấy? À, có khoai chân lá giòn. Chán à, và chán đây này, cháu đi đến cái chỗ cái ngã tư chợ đây này. Vâng. Cái chợ đây này thì đấy người đang ghé đây này. Dạ vâng. Đây có cái chán ngay bên tay trái. Một quán nữa. Có một quán nhà đấy là bánh rán ngon nhất. À thế ạ. Thế còn nếu mà cháu sang bên này là nó là người ta là học theo thôi. À tức là bên tay trái là ngon nhất, bên tay phải là bên tay trái mới là cái bánh rán của nó thực tế. Và đó là bánh lấy nếp bánh dầu của tôi nhiều. Vâng. Cháu cảm ơn chú nhé. Ừ, rồi. Chú bán hàng nhé. Ừ, rồi. Cái thời tiết hôm nay thì rất là mát mẻ, rất là phù hợp để chúng ta đi ăn bánh rán các bạn ạ. Và cái quán ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn là một quán bánh rán cổ truyền ở trên con phố Hàng Chiếu. Ở trên con phố này thì mình nhìn thấy là người ta bán đúng như với cái tên gọi của nó thì người ta bán rất là nhiều chiếu các bạn ạ. Thì cái quán ngày hôm nay thì nó nằm ở số 52 Hàng Chiếu nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong quán nhé. Cô ơi, cô tên là gì ạ? Cô tên là Nguyễn Thị Minh Phương. Cô ơi, cô có thể giới thiệu cho khán giả như là mọi người biết được là cái quá trình mà mình mở quán ở đây được không ạ? À, quá trình mở quán là cái nghề này là nghề của mẹ chồng cô để lại. À, dạ vâng. À, lâu lắm rồi, cô làm từ năm 92, cô làm ở thị xã Sơn Tây. Dạ vâng. Năm đấy ấy xong về sau là có chuyện gia đình nên mà cô nghỉ một thời gian. Dạ vâng. Mới đây cô lại làm lại. Làm lại nhưng mà cách đây cũng phải 15 đến 6 năm rồi. À, vâng. Nhà mình thì có những cái bánh gì cho khách hàng lựa chọn không nhỉ? Nhà cô chỉ có bánh mật và đường. Bánh mật và đường ạ. À? Giá thành như thế nào ạ? À? 4.000 một chiếc. 4.000 một chiếc đó là hai loại gì? Hai loại đều bằng giá nhau. Cô ở đây nhà mình mở cửa thì thời gian như thế nào cô? Nhà cô mở cửa bán có bánh bắt đầu bán là 7 giờ sáng đến 6 rưỡi tối. Dạ vâng. Liên tục. Lúc nào cũng khách gọi đến thì đều có à, lúc nào khách gọi đều có. Nhưng mà chẳng hạn như là đông quá thì phải hẹn giờ là chính xác, hẹn là chính xác. Dạ vâng. Nếu như mà vào giờ mùa đông thì lúc nào nhà cô cũng đông khách. Giờ nào cũng đông. Bất kể giờ nào cũng đông. Cho nên là khách toàn lấy số điện thoại để đặt qua điện thoại và lao. Bánh nhà cô làm sạch sẽ. Tức là khi mà vo khi mà làm một cái bánh ra là phải yêu cầu là phải sạch. Cái sạch chẳng hạn như là cái vo gạo là cô phải vo sạch trước khi ngâm. Nhà cô làm thật ăn thật cháu ạ. Sạch sẽ. Ăn cái bánh mà người ta không từ cái đỗ cũng phải vo sạch. Cứ không làm ẩu một cái gì cả. Ăn cái bánh khách người ta cảm nhận được là mình bánh của nhà mình ngon, sạch sẽ. Nhân bánh nhà mình là làm nhân bánh là đỗ xanh với dừa. Nếu mà ăn khoai là rất là nhuận tràng. Cô chỉ cho một tí vào để lấy độ màu của bánh thôi. À, tức là cho khoai vào thì màu nó màu nó sẽ vàng đẹp. À. Quán đấy là mới mở độ khoảng chưa được một năm, bởi vì là họ nhìn thấy nhà mình bán đắt hàng họ bày ra họ bán. Nhưng mà để mà ăn cái bánh ở đấy khách cảm nhận và cái bánh ở đây thì là nó khác hẳn nhau hoàn toàn. Cái bột bánh nhà cô cả Hà Nội này không có làm được luôn, bởi vì bánh người ta không ngon cháu. Khách hàng nhiều, khách hàng nhà mình mua nhầm xong bên đấy xong họ lại quay lại. Sau khi họ mua thử bên đấy ăn nhưng mà không ngon, ta không ra gì, người ta lại quay lại 52 Hàng Chiếu. Địa chỉ duy nhất 52 Hàng Chiếu cháu. Ở bên kia người ta đề biển nhưng mà thực ra khách nhà mình cứ mua nhầm sang ăn rồi lại chạy đi. Lại quay về mấy cả 52 Hàng Chiếu. Có địa chỉ duy nhất này thôi. Các bạn ơi, thì đây mình có mua về một ít cái bánh rán này. Ở đây mình mua 5 chiếc bánh rán đường và 5 chiếc bánh rán mật. Thì 10 chiếc như thế này thì có giá là 40.000 nha các bạn.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ăn thử để xem là cái bánh rán cổ truyền ở 52 Hàng Chiếu như thế nào nhé. Đây là chiếc bánh rán đường của chúng ta nha các bạn nhé. Ở bên ngoài thì mình nhìn thấy là cái bánh đường, cái bánh này thì nó không được tròn cho lắm. Bên ngoài thì nó có những cái tảng đường nó bám vào này. Cái phần bánh thì được rán thì tương đối là vàng đều, nó có một cái màu vàng hơi già ấy. Cái phần vỏ bánh thì ăn giòn này. Mình cắn vào bên trong cái phần thịt bánh ấy thì ăn thì tương đối là mềm và có cái độ dẻo. Cái miếng này thì mình ăn phải cái nhân, mình ăn vào đến phần nhân bên trong của nó. Cái phần nhân bánh ở đây thì mình ăn mình cảm nhận được cái vị bùi này và cái mùi thơm của đỗ xanh, của dừa nữa. Đây là cái bánh rán mật này. Ở cái rán mật này thì mình thấy là cái vỏ bên ngoài nó cứng hơn cái bánh rán đường ấy. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là cái bánh đa phần ấy thì nó đều bị khuyết mất một cái phần ở trên bánh này. Đây là cái lý do là khi chiên thì những cái bánh nó dính vào nhau ấy, nên là khi các chị ấy cắt thì để tách các bánh ra thì nó sẽ bị khuyết phần khuyết như thế này. Phần vỏ bánh thì giòn này, có cái vị thơm của mật mía. Phần nhân bánh thì cũng giống như nhân bánh bánh đường thôi, nhưng mà mình cảm nhận được là chúng ta ăn cái bánh mật này thì nó sẽ đỡ ngọt hơn là cái bánh đường. Ngoài ra thì mình thấy là cái bánh này ăn sẽ giòn hơn bánh kia bạn. Bánh mật này ăn thì sẽ giòn hơn ăn bánh đường nhé. Các bạn ơi, về cơ bản thì mình thấy là bánh rán ở đây ấy thì ăn cũng tương đối là ngon. Cái hai cái loại bánh này ấy thì mình thấy là nó gần như là giống nhau ở bên trong ấy. Nó chỉ khác mỗi cái phần vỏ bên ngoài, thì một cái là bao đường, một cái là bao mật thôi. Về ưu điểm thì mình thấy là bánh ở đây ăn thì vỏ giòn này, cái phần nhân bên trong ăn thì nó ngọt mát, và mình ăn thì mình cảm nhận được cái độ mềm, độ dẻo của cái thịt ở bên trong bánh ấy. Về cái nhược điểm thì mình thấy là ở quán này ấy, thì cái khi mà chúng ta đến đây gọi bánh ấy, thì chúng ta sẽ được nghe một cái câu quen thuộc đấy là chờ 30 phút nha các bạn nhé. Thì rất là lâu thì chúng ta mới được lấy bánh. 80 mật, 80 đường nhá. Không có đâu, 80 mật, 80 đường phải chờ đấy. Chờ, đây em đứng lên chờ. 30 phút nữa em đứng lên chờ luôn. Ngoài ra thì mình thấy là với cái giá 4.000 một chiếc bánh như thế này thì mình thấy là hơi cao. Chị ăn đây có thường xuyên ăn là bao nhiêu? Thường xuyên. Tần suất như thế nào ạ? Khoảng bao nhiêu ngày nhỉ? Tuần ạ? Tuần độ 2-3 buổi thôi. À đấy ạ. Thế chị ăn thì chị thấy bánh ở đây như thế nào nhỉ? Bánh ở đây ngon, nhân vỏ thì giòn, ngọt vừa, dẻo. Còn đâu nhân thì đỗ lắm, mềm ấy, nó thơm ấy, có mùi cốt dừa. Hôm nay em nhìn thấy là chị lấy 200 cái thì chị lấy là bánh mật hay là bánh đường? Chị lấy cả mật cả đường. À đấy ạ, thế chị thích cái nào hơn? Chị tùy hôm, hôm nay lạnh thì thích ăn mật, hôm bình thường thì thích ăn đường. Bác cũng liên tục lần nào ra đây bác cũng mua. À đấy ạ, nhà bác gần đây à? Nhà bác ngay đây thôi. À đấy ạ, bác thấy bánh ở đây thế nào ạ? Bánh này ngon, phải có uy tín. So với các hàng khác thì sao? Ngon hơn nhiều, ngon nhất rồi. Cảm ơn bác nhé. Các bạn hãy góp ý bằng cách là hãy bình luận ở bên dưới video. Và đừng quên nhấn like, đăng ký để xem thêm nhiều video về ẩm thực đường phố của Hà Nội. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.